lúc này quả cậu điều nay du ngoạn rồi lớn trên điều mập mới cho tận tâm tin mà quá cho hết bao đời sau lòng ta ra nghĩ đi. Cái số này của bà chứ không phải của tôi. Tôi mệt mỏi với ông đó quá rồi. Tôi sẽ trước khi tôi đi tôi sẽ hát tặng ông đó một bài. Có anh nhạc anh công anh đánh sai. Có anh nhạc anh công anh đánh lại quên bài. Thôi xả luôn. Sao vậy? Trời ơi thấy thương quá à. Dạ sổ cái gì đây? Số gì đây mấy gì đây mấy gì đây? Mấy gì đây? Tâu hoàng thượng bây giờ trong người nó mạnh. Được phải để làm được tâm chị rồi. Gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây hưởng nghe nghe để hưởng đâu. Mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây mấy gì đây. Về chiến giang rồi qua phố quê ghé núi cô châu thăm lại quê hương mình đây mến thương sao họ. Vâng, vâng, và sau đây Khánh Ly xin hát tặng quý vị một sáng tác của cô nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có 12 triệu có tiền đền không? Buồn nhạc buồn cho chị. Buồn là lạnh luôn đó. Lẹ đi. Trì quá nè, tiết tấu trì nè. Một chút xíu. Vỡ rồi, mình đau thì cũng đã đau rồi, rồi tha thứ chưa được, vẫn chưa tha thứ được. Wow. Mới có 4 dòng đó. Quách 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 quách, giặt áo chồng tao, phải giặt cho sạch, giặt mà không sạch là tao giặt mặt ra như Tiêu Minh Phụng. Dạy dòng loại cờ may mắn này và dòng loại sau, dòng loại đặc biệt thứ hai đêm hôm nay nha quý vị, thì mong rằng khán giả mình đón nhận dùm chúng em luôn nha. Rồi nhanh lên em gái ơi. Dạ có ai kênh em lên chào số một lượt luôn quý vị. Và dòng cờ sau dòng đặc biệt nha, các đẹp chúng em cũng đang năng nổ phục vụ từng nơi từng chỗ cho khán giả mình luôn. Ra ký hiệu dòng loại là ký hiệu 0253 hợp lệ. Dạ con số
6, 43, có 1, 36, có 2, 11, có 3, dách lầu số 1, có đủ. Rồi đây, chúc mừng cho em trai, chủ nhân thứ 2. Trời, ký hiệu dùng lại ký hiệu 0276. Hợp lệ, và con số 43, có 1, 36, có 2, 11, có 3, số 1, có đủ. Và còn ai nữa không ạ? Dạ nếu không thì em xin trao quà cho hai chủ nhân này ha. Rồi hai em bước qua đây nha, mình quay số nha. Ai số lớn thì mình nhận quà lớn, số nhỏ mình xin quà nhỏ nha. Rồi quý vị ơi, dòng loại này dòng loại đặc biệt thứ hai đêm hôm nay nha quý vị. Các anh em chúng em cũng đang phục vụ tận nơi cho khán giả mình luôn. Thì mong sao tấm lòng anh chị tấm lòng vàng quý vị ơi. Và những dòng loại vừa qua ai chưa trúng được với nạn ghi năng lòng nha anh chị. Đó có mua là sẽ có trúng, có mua là có trúng nha anh chị. Không trúng thì sao mà thôi nha quý vị nha. Và quý vị ơi, và bây giờ trở lại chương trình văn nghệ để cho thay đổi bầu không khí, xin mời cùng nghe một bài rất quyên rất dễ thương do hai rất quyên đoàn chúng em Luna và Lucy.
ơn hai người đẹp rất là nhiều. Cảm ơn quý vị vừa thưởng thức qua một màn rất quyên cực đẹp mắt của hai người đẹp Lucy và Lumi. Rồi quý vị ơi, ai đưa cho ẩn ẩn 500.000 giơ tay nhận lên tiền thừa giùm em nha. Đó, rồi quý vị ơi, đó kìa bên kia rồi. Rồi trên tay của tất cả người